Xin chào tất cả các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để áp dụng mẫu luyện thanh số 1 vào với giọng baritone, giọng nam trung. Xin mời các bạn cùng học với học viên của tôi, bạn Tiến Thành. Chúng ta bắt đầu. Đừng nhấn quá vào cái âm đầu. No, no. Cố gắng đừng nhấn mạnh vào âm đầu quá. 2, 1. No, no. No, no. No, no. No. Phát âm chuẩn. Đừng nhăn mặt, thả lỏng cơ ra, thả lỏng tất cả các toàn bộ cơ thể ra, nhất là cái cơ ở trên mặt mình ấy, mình đừng thể hiện là mình đang bị nhăn, bị dùng sức. Đúng rồi. No, no. Xuống thấp thì mình sẽ càng phải mở cổ ra và hát bằng hơi, chứ đừng có dùng sức, đừng đè vào cổ. Bởi vì khi mà mình đè vào cổ ấy, cái cảm giác âm thanh nghe nó có vẻ là nó dền hơn, thế nhưng mà thực tế là không phải. Nghe âm thanh nó sẽ bị bí hơn nhiều. No, no. Thank you.
Trong cả khẩu hình ngoài sẽ lên được. Nào, 2, 1. No, no.